Xin tái ngộ quý vị thính giả. Bây giờ tôi xin trả lời người có tên là Hoàn Trần gì đó. Thì cái câu hỏi như sau. Cháu chào bác Lê Đức, anh Phi và chị Rosie. Cháu có đọc sách Tử Vi Nghiệm Lý của cụ Thiên Lương thì thấy cụ nói rằng Hàn phá quân gặp song hao dễ bại sản. Bác cho cháu hỏi hiện nay đang đầu tư đất và chứng khoán thì hạn này có tốt không ạ? Cháu thấy 5 năm trước, trước năm Covid, cháu thuận lợi. Năm nay có phần khó khăn hơn, vậy 10 năm này và những hạn năm sau, cháu cần lưu ý điều gì? Cháu là nam sinh, sinh lúc 17 giờ 35 phút ngày 16 tháng 12 năm 85 dương lịch tại Hà Nội. Cháu cảm ơn, chúc bác và anh chị sức khỏe trọn đời an lành. Thì bây giờ tôi xin trả lời cái câu hỏi này. Nhìn vào cái lá số, anh này đã là mệnh thái âm ở cung Mão, ở cái thế tang tuế điếu đó, mà hay lo bị thế tang môn mà, cho nên hay lo lắng. Cũng may là nhờ có con lộc tồn ở đồng cung, cho nên con thái âm tương đối thì nó còn một phần nào nó sáng được, nó đắc địa được, bởi vì những bộ sao hãm địa thì gặp những con khoa quyền lộc hoặc lộc tồn đó, thì nó giúp đỡ cho cái bộ sao hãm đó. Thì thái âm này nó chủ về vấn đề nhà cửa nhiều. Thì người này làm cái nghề đầu tư nhà ốc thì địa ốc đó thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái anh này á, thì cách đây 5 năm anh nói anh thành công nhiều là tại vì anh đi vào cái hạn thái tuế là ở từ 25 cho tới 34 là hạn thái tuế, thì ra anh thành công nhiều. Và đấy có lại có con hóa lộc mà mệnh thì nắm con lộc tồn, mà cái hạn thì lại đi đến hóa lộc, thành ra là anh được cái cách song lộc, thời gian tiền bạc cái là kiếm dễ dàng lắm. Nhưng mà khi bước vào cái hạn con phá quân ở cung Tý mà gặp song hao thì cái đó là đương nhiên rồi, đương nhiên phá quân gặp hao là coi như là tán ra bại sản thôi. Thành ra tôi đề nghị cái anh này nè nên làm ăn chậm lại, không có đầu tư cái gì lớn ở cái bạn này hết. Và nếu có được một cái thành công nào đó thì biến cái đó thành hiện vật ngay tức khắc. Còn nếu mà cái giữ cái hiện kim mà nó cứ chạy tới chạy lui, có ngày nào nó chạy đi luôn. Cho nên không, cho nên nó chỉ thành công cái là phải tiêu xài một cái gì để mà giữ lại để làm của sau này thôi. Chứ bạn này là bạn không tốt 10 năm nữa. Thành ra mới vô được có năm đầu à, thành ra phải chịu trận thôi, không cách nào đâu, tại vì phá quân mà. Và đây là cái con phá quân nó đắc địa, thành ra cũng có ảnh hưởng một phần nào cho đến về vấn đề gia đình giữa người vợ đó, thành ra cũng cẩn thận một chút. Chờ đến vận sau đi, vận mà từ 46 trở ra thì tương đối nó còn đỡ nổi tiếng đó. Vận sau thì có nổi tiếng nhưng mà lại sức khỏe thì lại suy giảm. Thì đó là cái câu trả lời của tôi. Xin thân chào. Bây giờ tôi xin trả lời cho người có tên Pema gì đó. Thì câu hỏi như sau. Có câu phú rằng hỏa phùng không tác minh, kim phùng không tác phát. Thường cháu thấy không, ở đây người ta hay bàn đến là tuần không và triệt không. Nhưng ở đây cháu thấy bác Đức vẫn tính địa không. Vậy thì ngoài tuần triệt thì thiên không và địa không có được tính trong hai câu phú này không? Số 2. Mệnh không có cách này thì qua đại hạn, tiểu hạn có chịu ảnh hưởng phát tranh, phát tiếng không? Xấu tốt tùy sao đi kèm. Vì lá số cháu có một đại hạn từ 43 tới 52 giống vậy. Mong được bác anh chị xem giúp cháu. Xem hạn thiên không này, cháu là nữ sinh ngày mùng 10 tháng 7 năm 1992 dương lịch, lúc 11 giờ 15 trưa ở Việt Nam. Cháu em xin cảm ơn ạ. À. Chúc bác Đức và anh chị sức khỏe, nhiều an lành. Bây giờ tôi xin trả lời cho cái người có câu hỏi này. Theo đúng là cái vấn đề mà không mà tôi nêu á, thì chúng tôi chỉ nêu cái
tuần không, địa không và thiên không. Không có tính triệt lộ, bị triệt là triệt lộ, không vong, không có tính ở đây. Vậy chỉ tính thiên không, địa không và tuần không. Và chỉ được tính theo đại hạn mà thôi. Đại hạn 10 năm đó thì mới có được cái cách này, và chỉ áp dụng cho người có mạng kim và mạng hỏa mà thôi. Còn cái người này ở cái vận 43, 52 á, thì tôi thấy người này á, đi vào cung tài bạch, vô chính diệu mà có con thiên không. Và rất nhiều trung tinh đắc cách tốt khác. Thì ở đây cái người này á, được cái lợi thế là có hai mệnh kim và cung kim nữa. Mặc dù trong đại hạn thiên không thì dễ nhiên là gặp chuyện không may nhiều hơn rồi. Nhưng mà nhờ cái trung tinh đắc cách này tương đối là nó cũng phò trợ. Nhưng dù muốn dù không, người này vẫn nổi tiếng, nhưng mà có tiếng nhiều hơn là có miếng. Mới để hơn nữa trong cung này có con sao thiên tài thiên thọ, cho nên mọi chuyện hay dở, lưu được tiếng tốt hay xấu hay không là do chính bản thân người này quyết định. Bởi vậy tôi khuyên người này không nên tính toán quá nhiều. Bị ở cái vận này, ngay cả cái bản mệnh của người này cũng phải tính toán ghê gớm lắm. Vậy thì cái vận này có tính toán gì thì cũng tính cái đường lui, rút lui và giúp đỡ cho những người khác để mà hai bên cùng hưởng lợi, tức là lao tư lưỡng lợi đó. Thì con tài thọ nó mới giúp cho mình được những cái sự mà may mắn, mặc dù rằng cái tiếng vẫn nổi hơn là cái thực chất. Đó là câu trả lời của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Bây giờ tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện về vấn đề hai đứa trẻ sinh đôi. Sáng nay có nhân cơ hội nói chuyện với cô Rosie, nói về vấn đề những người sinh đôi. Thì tôi lại sực nhớ ra một câu chuyện hai đứa trẻ sinh đôi. Hồi năm 1978, cuối 78 á, thì sau khi ra trại cải tạo thì tôi được về nhà. Thì thấy có hai đứa trẻ nó chơi đằng trước thì tôi cũng không quan tâm. Thế được một cái hồi đến khoảng độ đến trưa thì bà xã tôi vô nói là tội nghiệp hai đứa trẻ, giờ thằng anh nó đi lạc, thằng em thui thủi chơi một mình, bây giờ gia đình đang đi tìm thằng anh. Thế tôi mới hỏi chứ thằng anh bao tuổi, thì bà xã tôi nói là hai anh em nó sinh đôi, hai đứa con trai hết mà tội nghiệp. Bây giờ đi tìm mà bà vợ không dám về nhà, bởi vì nhà bà ở tận Hóc Môn nữa. Mà bà đi thăm người bà con ở khu Trương Minh Giảng, tức là bây giờ nó là đường Lê Văn Sĩ, khu chợ Trương Minh Giảng gì đó. Thế rồi cái tôi mới nói bà xã thôi. Vậy thì qua nói với cái bà hàng xóm đó, nói lại mấy cái bà mẹ đứa nhỏ đó, giữ đứa cái thằng em nó ở lại đi, giữ chặt cho nó. Thì hy vọng tìm được thằng anh, chứ nếu mà không giữ được là nó đi lạc, hai đứa là mất luôn đó. Thế rồi bà xã tôi qua nói, thế rồi cái người vợ mới nhắn ông chồng lên đón thằng nhỏ về quê, về Hóc Môn giữ đó, không cho đi đâu hết, để bà có thời gian đi tìm cái thằng anh. Thế nhưng mà thằng anh cả ngày tìm không thấy đâu hết, thì qua hôm sau thì cũng đi tìm tiếp tục, nhưng mà cũng không thấy luôn. Rồi đùng một cái đây đến khoảng độ chiều rồi gần tối á, thì bên công an quận nhất họ báo về là có thấy một đứa trẻ đang giữ tại đây, lên coi có phải không. Thì đến thì cha gia đình mới vội vàng mới chạy lên thì thấy đứa con của cái bà bị mất tích đó. Mất đứa con đó thì bà nhìn ra đứa con, thế rồi mới lãnh về, rồi sau đó thì đưa về Hóc Môn. Thì bà ấy cũng gửi lời cảm ơn, tại vì nếu mà để thằng nhỏ mà lên thân mình ở đây coi thì chúng tôi cũng biết trao thôi. Thế là hai ông bà lên đón đứa con về xong rồi thôi. Từ đó giờ có cái câu chuyện đó mà tôi nhớ nhân dịp nói chuyện với cô Rosie hồi sáng nay. Xin chào quý vị. Bây giờ tôi xin trả lời cho người có tên Ngô Tú câu hỏi như sau. Chị Rosie ơi, những người mệnh có thái tuế, cung phu thê luôn có điếu khách,
Chẳng lẽ vợ chồng đều là những người ăn chơi hết sao chị? Nếu chính tin không phải ăn chơi như Thái Dương, Thiên Lương, Thiên Cơ chẳng hạn, có làm giảm sự ăn chơi của điếu khách không chị? Bây giờ tôi xin trả lời. Cái vòng thái tuế tôi nói cho nhiều lần với quý vị rồi. Cái vòng thái tuế nó chỉ diễn tả được cái tính cách của con người như thế nào đối với 12 con sao của cái vòng thái tuế tùy theo mỗi tam hợp Tỵ Dậu Sửu hay là Tân Tý Thìn hay Hợi Mão Mùi hay Dần Ngọ Tuất gì đó. Còn nếu mà người nào mà cung an mệnh mà đóng tại thái tuế, tức là có bộ thái tuế sao thái tuế đóng đó mà cái cung phu thê và có con sao điếu khách đó, thì đến đâu có liên quan thì đến ăn chơi đâu. Điếu khách là nó ở cái thế luôn luôn là chống đối hoặc là cải cách hoặc là thích tâm sự nói chuyện, chứ đâu có ý nghĩa là ăn chơi đâu. Đâu có ai nói là điếu khách là ăn chơi đâu, chỉ trừ khi nó đi những con cái bộ sao xấu đó. Ví dụ như là hỏa linh hay là song hao hay không kiết thì mới là xấu. Còn nếu nó đi với cái bộ sao tốt mà sao mà đắc địa mà tốt, ví dụ như là tử vi hay là sát pha tham đắc địa, thiên cơ thiên lương, thì đâu có nghĩa là ăn chơi đâu. Cái đó là chỉ diễn tả cái người vợ đó có khóa ăn nói hoạt bát hay dở tùy theo những con sao đóng ở trong cung đó thôi. Thì quý vị nên nhớ như vậy, đừng có quan điểm điếu khách là ăn chơi không phải. Cái đó không đúng đâu. Xin chào quý vị. Tôi xin trả lời người có tên là Khánh Trần. Người này hỏi, giữa cung mệnh có tuần và cung mệnh có triệt thì cái nào tốt hơn cái nào hoặc cái nào xấu hơn cái nào? Thì tôi xin trả lời là triệt là triệt lộ không vong, là cắt đứt, xóa bỏ. Còn tuần tức là một cái, nó giống như là một cái thắng, nó kềm hãm lại. Nếu mà xấu thì nó kềm bớt xấu mà hãm á. Còn nếu mà sao tốt thì nó kềm bớt cái độ tốt xuống. Thì bởi vậy, vì nó chỉ là cái thắng chứ nó không có xóa bỏ. Cho nên nó cung mệnh mà có tuần thì tốt hơn là cung mệnh có triệt. Hơn nữa, nếu người nào mạng hỏa và mạng kim mà có tuần ở đó, thì đương nhiên là được một cái tiếng vang. Mà cái tiếng vang nó tốt hay xấu thì tùy theo những tinh đầu ở trong đó thôi, ở trong cung mệnh đó. Ngoài ra đó, con tuần đó nó nếu mà vua chính diệu mà được cái bộ nhật nguyệt ở tam hợp hay là xung chiếu đó, thì con tuần nó thu hút được mạnh hơn. Cho nên cái cung đó lại được cái thế là vua chính diệu đắc không à, xin lỗi, vua chính diệu đắc âm dương đó. Thành ra nó tóm lại là người nào cung mệnh mà có tuần thì tốt hơn là cung mệnh có triệt. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn. Bây giờ tôi xin trả lời có người có tên là Ti Do Sang. Tên này có vẻ giống Hàn Quốc quá. Thì người này cho cái ngày sinh tháng đẻ thì đó. Không có chính xác bởi vì nó là tháng sinh là tháng zero. Thì tôi không thể lấy lá số được. Tuy nhiên dựa vào câu hỏi một cách tổng quát. Thì câu hỏi là người nào mệnh vô chính diệu mà hoặc là và đi tới vận hạn đều vô chính diệu đều là xấu hay sao? Thì tôi xin trả lời, tôi thấy câu hỏi người này hỏi có vẻ hơi bi quan và tiêu cực quá. Cái mệnh vô chính diệu nó cũng có cái hay của nó chứ đâu phải là dở đâu. Thí dụ như mệnh vô chính diệu mà gặp tuần không, thiên không và địa không thì nó đâu phải dở, nhất là đối với một cái ba cái trường hợp tuần không, thiên không, địa không mà gặp người mạng hỏa mạng kim thì nó còn nổi danh đằng khác ấy chứ. Mà còn xấu tốt hay không, nổi danh xấu hay tốt hay không là do những con sao ở trong cái phụ tinh ở trong đó như thế nào, những trung tinh đắc cách gì đó như thế nào thì mới quyết đoán được. Rồi đại vận hay đại hạn cũng vậy, nếu mà đi đến những cái vận hạn mà có gặp đại, tôi nói đại hạn hay đại vận, tôi nói tiểu hạn nha. Thì ra nếu mà cũng gặp cái cách thiên không, địa không, tuần không thì nó cũng tốt luôn, nó đâu có gì đâu mà xấu. Mà nhất là cái người nào mà mệnh vô chính diệu mà có thiên không, địa không, mà gặp tuần không ở đó nữa thì đương nhiên là nó tốt.
đâu phải là xấu. Mà người nào lại được cái cách vô chính diệu mà để có âm dương nó ở tam hợp hay là xung chiếu nó chiếu thì cũng là cách tốt, chứ đâu phải là xấu. Thành ra quý vị đừng có quan niệm một cách quá bi quan, và đừng bao giờ mà để ý đến những cái câu mà sách vở nói là cái người vô chính diệu là phi bần tắc yểu. Không phải đâu, quên nó đi. Cứ cứ dựa vào những cái vòng thái tuế để tìm vận hạn tốt, rồi còn cái cung đó nó vô chính diệu, nó có những cái bộ sao nào nữa khác nữa không? Ngoài những tính cách tôi vừa mới nêu trên là vô chính diệu, nó cần có thiên không, địa không và tuần không đó. Và người nào vô chính diệu mà có âm dương chiếu, âm dương ở tam hợp hay là xung chiếu đó, mà có tuần triệt nữa thì cũng tốt luôn. Mà còn cái cách đó là cách là nó tạo cho con người đó có một cái bộ óc thông minh sáng suốt nữa. Thành ra quý vị đừng có quan niệm mà sao sách vở xưa là không đúng đâu. Đó là ý kiến của tôi.